với nhiều cự ly chạy từ 10 km đến 70 km. Giải Marathon quốc tế khai mạc tại Đà Lạt vào chiều nay đã thu hút 2.300 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia. Ngoài các vận động viên chuyên nghiệp, năm nay giải còn có sự tham gia của đông đảo vận động viên không chuyên, bán không chuyên, các quỹ từ thiện, trường học, khách du lịch trong nước và quốc tế, cùng với những nhân vật nổi tiếng đã đến với giải Marathon quốc tế tổ chức lần đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên. Thông qua giải siêu marathon quốc tế Đà Lạt Rochetel năm 2018, chúng tôi muốn quảng bá hình ảnh Đà Lạt, Lâm Đồng đối với bạn bè quốc tế về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cũng như con người Đà Lạt hiền hòa, mến khách. Và giải lần này chúng tôi cũng mong được giao lưu với các câu lạc bộ thể dục thể thao trong nước và quốc tế, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa các câu lạc bộ, đồng thời cũng kêu gọi tất cả mọi người tăng cường bảo vệ cảnh quan thiên nhiên cũng như công tác bảo vệ môi trường và phòng chống cháy rừng, bảo vệ thiên nhiên. Quảng trường Lâm Viên, thung lũng Vàng, thung lũng Tình Yêu, núi Lan Biang, vườn quốc gia Bi Đốc sẽ là những nơi các vận động viên và người hâm mộ sẽ đi qua trong lịch trình tham gia giải. 4 giờ sáng mai, giải sẽ chính thức bắt đầu với phần thi đấu ở cự ly 70 km. Các cự ly khác sẽ diễn ra sau đó và kéo dài đến trưa ngày 18 tháng 3.